Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, các cụ ta từ xa xưa đã có nhiều lời dạy, nhưng anh em như thể tay chân, sách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần, hay khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ, chớ hoài đá nhau. Những câu ca dao tục ngữ ấy đã đi vào cuộc sống thường ngày, trở thành những triết lý cuộc sống không thể đổi thay. Quả thực, giữa muôn vàn thứ tình cảm trên đời này thì tình cảm gia đình vẫn là thiêng liêng nhất, cao quý nhất, chẳng có gì có thể đánh đổi được. Thế nhưng, khi xã hội ngày càng phát triển, nhiều hệ lụy xảy đến thì đã có rất nhiều câu chuyện đau lòng liên quan đến gia đình. Chẳng hạn như anh trai sát hại cả gia đình em ruột vì mâu thuẫn đất cát, anh em bất hòa vì tài sản cha mẹ để lại. Điều này để lại cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ, đúng không ạ? Có người từng chia sẻ với chúng tôi rằng anh em ruột thịt dù có yêu thương nhau đến mấy cũng phải tránh làm 7 việc. Vậy thì đó là 7 việc gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé! Việc thứ nhất, không nên tùy tiện mượn tiền của nhau. Thời gian gần đây, báo chí liên tiếp đưa tin về những vụ việc chấn động như anh trai sát hại cả nhà em ruột do các mâu thuẫn tiền bạc, hay anh chị em trong nhà đánh nhau, đưa nhau lên mạng xã hội chỉ vì một miếng đất, căn nhà mà cha mẹ già để lại. Những vụ việc như thế khiến ai nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngầm, vì chẳng ai dám tin đến khúc ruột chung mà có thể xuống tay với nhau tàn nhẫn đến vậy. Chuyện vay mượn tiền muôn đời là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là đối với anh chị em trong gia đình. Đồng tiền đi liền khúc ruột, đồng tiền làm ra vốn vất vả. Khi cho ai vay mượn cần có sự rạch ròi sòng phẳng. Nhưng chuyện tiền nong giữa anh em ruột thường có sự qua loa nhập nhằng. Không thiếu trường hợp anh chị em ruột vay tiền cho các mục đích xã hội, xa xỉ, rồi bài bạc, ăn chơi. Chủ nợ thì ngay nưng làm ăn chất bóp, tiết kiệm lại từng xu. Khi đòi thì khất lần khất lượt chối bỏ, không muốn trả, khiến nảy sinh uất ức, thù hận. Sự giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau giữa những anh chị em là điều tốt, nhưng nó không thể bị ép buộc hoặc thậm chí là nghĩa vụ của một ai đó. Mỗi người để kiếm tiền được đồng tiền đều không đơn giản, đừng tùy tiện mượn tiền của anh chị em hay tạo áp lực để họ phải cho vay tiền. Nhất là khi nợ cũ còn chưa trả được hay không xác định được ngày trả lại khoản nợ này. Đối mặt với bản chất con người, tiền bạc luôn là một thử thách khắc nghiệt. Tốt nhất đừng cố gắng dùng tiền để thử thách bản chất con người. Anh chị em càng nên giải quyết rõ ràng, tránh vướng bận chuyện tiền bạc. Nhất là sau khi kết hôn, mỗi người có một gia đình riêng. Đừng tùy tiện vay mượn tiền bạc, kẻo nảy ra tranh chấp. Tiền bạc quan trọng, nhưng tình cảm còn vô giá hơn. Muốn sống tốt cần giải quyết được mối quan hệ giữa tiền bạc và tình cảm. Đôi bên cùng vun đắp để tình cảm bền chặt hơn. Đừng để cha mẹ phải lo lắng buồn phiền vì điều đó. Vì thế, tốt nhất dù là anh em liền khúc ruột, nhưng mọi vấn đề liên quan đến vật chất, tiền bạc cần rõ ràng, minh bạch. Nếu không thể giải quyết bằng tình cảm thì phải nhờ đến pháp luật can thiệp. Đừng vì sự cà nể mà dồn nén uất ức dẫn đến không kiểm soát được hành động của mình. Việc thứ hai, không can dự quá sâu vào chuyện tình cảm của người thân. Người xưa có câu, thanh quan nan đoạn, gia phụ sự. Ý chỉ những chuyện gia đình luôn là những vấn đề vô cùng phức tạp. Đến cả quan thanh liêm tài trí, đôi khi cũng khó lòng phân định rõ ràng phải trái đúng sai. Vì những vấn đề này liên quan đến cả lý, cả tình, rất khó có thể đưa ra quyết định chính xác. Người cùng một nhà khó tránh được những lúc xảy ra mâu thuẫn hoặc những điều khó giải quyết. Đây đều là những chuyện tế nhị của riêng gia đình họ. Chúng ta là người ngoài khó lòng hiểu được hết vấn đề của người trong cuộc. Trong cuộc sống, việc bạn bè hay ngay cả chính anh chị em ruột trong nhà có nhờ bạn bè tư vấn. Đến cả quan thanh liêm tài trí, đôi khi cũng khó lòng phân định rõ ràng phải trái đúng sai. Vì những vấn đề này liên quan đến cả lý cả tình, rất khó có thể đưa ra quyết định chính xác. Người cùng một nhà khó tránh được những lúc xảy ra mâu thuẫn hoặc những điều khó giải quyết. Đây đều là những chuyện tế nhị của riêng gia đình họ. Chúng ta là người ngoài, khó lòng hiểu được hết vấn đề của người trong cuộc. Trong cuộc sống,
việc bạn bè hay ngay cả chính anh chị em ruột trong nhà có nhờ bạn bè tư vấn nên yêu tiếp hay nên chia tay, nên cưới hay nên bỏ, nên cho cơ hội hay nên cho ly hôn là những chuyện dễ gặp. Với những trường hợp như vậy, các bạn có thể đưa ra những lời khuyên phù hợp có cả hai mặt tốt và xấu, và để người đang gặp vấn đề tự đưa ra đáp án cuối cùng. Tuyệt đối không nên can dự quá sâu, không phê phán, không quyết định thay họ những chuyện liên quan đến tình cảm. Vì nếu may mắn thuận lợi trong chuyện tình cảm, thì bạn bè và người thân bạn sẽ hạnh phúc. Nhưng ngược lại, nếu bạn gặp bất hạnh, thì họ là người phải chịu đau khổ. Khi đó, bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy tội lỗi. Chưa kể đến những trường hợp, đôi khi việc bạn phản đối hoặc cố gắng ngăn cản tình cảm của bạn bè người thân xuất phát từ việc bạn muốn tốt cho họ, nhưng lại bị hiểu lầm, khiến quan hệ hai bên trở nên nguội lạnh. Sau đó, tốt nhất không nên can thiệp quá sâu vào những chuyện tình cảm của người khác. Việc thứ ba, anh chị em ruột đừng sống quá gần nhau. Gia đình Hoài có ba anh chị em, Hoài là con út, anh trai ở chung nhà với ba mẹ. Còn chị gái lấy chồng xong được ba mẹ cắt cho một mảnh đất làm nhà ở sát bên. Khu đất của ba mẹ Hoài ngày trước vốn rộng, nằm sâu hun hút trong hẻm. Nhưng từ khi dự án làm con đường liên tỉnh đi qua, lại trở thành đất mặt tiền rộng thênh thang. Vợ chồng Hoài lúc ấy đang trọ, chuẩn bị vay tiền làm nhà, thì ba mẹ gọi về, bảo đằng nào cũng xây nhà, đất nhà mình còn rộng, lại ở trung tâm. Hay các con bán mảnh đất kia về đây làm nhà ở, anh chị em ở gần nhau cho vui. Thấy chồng Hoài còn đắn đo, nhưng sau khi suy tính, tính toán, nếu ông bà cho đất thì đỡ phải vay tiền làm nhà, chỉ cần bán mảnh đất hiện có, với số tiền dành dụm là vừa đủ. Còn Hoài thì khỏi phải bàn, vui như mở cờ trong bụng khi về ở gần nhà ngoại. Vả lại, khi ấy chồng Hoài cũng đang công tác ở đồn biên phòng xa, nhà chỉ có ba mẹ con nên cũng buồn. Vậy là ngôi nhà hai tầng khang trang của vợ chồng Hoài được xây bên cạnh nhà ba mẹ, ở sát nhà chị gái. Thời gian đầu thực sự sống quây quần rất vui. Hoài nấu món gì ngon cũng chia ba phần để mang sang nhà anh trai và chị gái. Hai đứa con có bạn chơi cùng, Hoài đi làm về muộn cũng không lo vì có ông bà ngoại đón con dùm. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu nảy sinh từ khi chồng Hoài chuyển về công tác gần nhà. Bình thường cứ chiều tối đi học về, mấy đứa cháu lại tụ tập ở sân nhà Hoài để đá bóng. Trẻ con chơi mệt thì chạy vào nhà mở tủ lạnh, lấy nước uống, thức ăn vặt là bình thường. Nhưng chồng Hoài rất khó chịu. Anh thường ca cẩm, tụi này làm nhà bẩn hết, tủ lạnh đóng mở liên tục thế kia, tốn điện lắm. Hoài biết tính chồng nên bảo, có bao nhiêu đâu anh, con cháu trong nhà cả, đi đâu mà thiệt. Thêm nữa, trẻ con chơi chung có lúc tranh giành, cãi vã, mà chồng Hoài chỉ biết bênh con mắng mỏ cháu. Vợ anh rể và chồng Hoài vốn dĩ không hợp nhau, rồi lại nghe con kể về chuyện dựng đuổi, không cho chơi thêm phần khó chịu. Chỉ khổ Hoài và chị gái đứng giữa, phải nghe hai ông chồng than vãn càm ràm, để rồi từ đó mỗi bên cấm luôn con không được qua nhà kia chơi nữa. Ba mẹ Hoài nhiều lần chứng kiến cảnh hai đứa cháu chơi chung qua hàng rào, hỏi ra mới biết nguyên do. Thế là ông bà bảo chúng qua nhà mình chơi cho thoải mái, khỏi phải phiền đến ai. Nhưng khổ nỗi, con gái anh trai đã lớn, chỉ sợ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mà mấy đứa cháu lại hay bày bừa. Đúng là sự lựa chọn nào cũng có hai mặt của nó. Giờ Hoài mới thấm thía chuyện xa thương gần chán. Ngày trước sống xa một chút lại tình cảm, mỗi lần gặp anh chị em tay bắt mặt mừng. Còn giờ chạm mặt nhau hàng ngày còn xảy ra đụng chạm, khiến ai cũng mặt cau có, tình cảm cứ xa cách dần. Trước đây, anh chị em sống gần nhau như lúc còn bé, thật đầm ấm mà quên đi rằng ai cũng có gia đình riêng, muốn chung sống hòa thuận, phải cân bằng được mối quan hệ chị dâu em chồng, em rể, mà chuyện đó đâu phải dễ dàng gì. Việc thứ tư, xóa bỏ mọi ranh giới khoảng cách. Khi những người dần xóa bỏ mọi ranh giới trở nên bỗ bã, không còn tôn trọng lẫn nhau, ích kỷ và lợi dụng thì tình cảm anh chị em sẽ dần phai nhạt, thậm chí là mất tình cảm. Phương pháp đứng trước tiền bạc và quyền lợi, con người sẽ dễ bị lung lay. Khi có xung đột lợi ích, mối quan hệ anh chị em cũng trở nên khác đi. Nhiều khi chúng ta không ý thức được rằng mình đã trưởng thành,
cần nhận thức được những ranh giới nhất định thì sẽ sớm xảy ra vấn đề trong tiềm thức. Chúng ta luôn nghĩ rằng những người thân ruột thì sẽ cùng ta đi đến cuối đường và chúng ta thường đặt nhiều kỳ vọng vào họ, dành trọn niềm tin. Tuy nhiên, mọi lòng tốt khi trao đi cần đúng đắn về phương pháp và bí quyết làm ngay cả trong mối quan hệ anh chị em ruột thịt. Điều này cũng không ngoại lệ. Vì vậy, đừng đợi đến khi tổn thương nguôi ngoai rồi mới nghĩ đến chuyện bù đắp, mà hãy vạch rõ ranh giới cho nhau từ trước và duy trì một khoảng cách nhất định. Xa quá sẽ làm người lạnh lòng, gần quá sẽ làm người tổn thương tình cảm. Trong hành trình cuộc đời này, thật may mắn khi ta có những người anh, người chị, người em đồng hành cùng mình trên mọi nẻo đường. Hãy trân trọng và nuôi dưỡng những tình cảm đẹp đẽ, tránh ba điều trên dù mối quan hệ có tốt đẹp đến mấy. Việc thứ 5, đừng làm ăn hợp tác với nhau mà không rõ ràng. Chắc chắn việc hợp tác kinh doanh sẽ liên quan đến lợi ích của những bên. Cái thiện và cái ác trong bản chất con người thường nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Đừng quá dựa dẫm vào người khác, mà hãy luôn giữ được sự độc lập của mình. Việc làm ăn kinh doanh là phải tìm được người phù hợp, có cùng chí hướng và phân chia lợi ích để tránh xung đột. Trong cuộc sống có rất nhiều mối quan hệ, từ anh chị em thân thiết quay sang oán hận nhau. Việc cùng hợp tác làm ăn nhưng không đạt được mục đích, cuối cùng là thịnh vượng chung. Họ đổ lỗi cho người kia không rõ ràng, tiền bạc, phân chia không hợp lý. Đây sẽ là điều dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ. Nếu mỗi người chỉ nghĩ đến bản thân mình, không quan tâm đến người khác, không nghĩ cho lợi ích của tập thể, thì mối quan hệ dù có tốt đẹp đến đâu cũng sẽ dẫn đến đổ vỡ. Sau đó, dù làm bất cứ công việc gì cũng phải chú ý đến nguyên tắc cân bằng hợp lý. Đừng làm tổn thương người khác vì lợi ích, sự ích kỷ của bản thân, đặc biệt khi đó là những người bạn thân yêu nhất. Việc thứ 6, không khoe khoang trước mặt người thân. Bạn mua một chiếc xe mới, bạn mua một ngôi nhà mới, bạn mua món đồ trang sức mới, hãy cố gắng tránh khoe khoang những điều này trước mặt người thân và bạn bè. Mọi người đều mong muốn điều tốt sẽ đến với bạn, song điều đó không có nghĩa là bạn nên khoe khoang và tỏ ra mình hơn những người còn lại. Việc thứ 7, nếu không phải tiệc chiêu đãi, tuyệt đối đừng để người thân trả tiền một mình. Tuy là họ hàng thân thiết, song nếu không phải tiệc chiêu đãi, họ chủ động mời bạn cùng nhau chia hóa đơn, cùng trả tiền minh bạch, sòng phẳng trong tiền bạc là cách để một mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn. Trên đây là 7 việc mặc dù có là anh chị em ruột trong nhà cũng tuyệt đối không làm nếu không muốn phát sinh nhiều mâu thuẫn với nhau. Quý vị nhớ và rút kinh nghiệm cho chính mình nhé. Quý vị có điều gì muốn chia sẻ với chúng tôi? Hãy để lại ý kiến bên dưới video này của chúng tôi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video.